Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số liên kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 14 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái ly hạt dưa thấu quang. Cái bộ này là những cái bộ của cảnh Đức Trắng, cái dòng này dòng xưa chưa các chị. Đây chúng ta thấy cái chuyện xưa nè, chôn nó rất là già, trong đồng nó vẽ rồng, ở trên vành nó vẽ hình con dơi treo ngược, có nghĩa là phúc đáo. Con dơi trong cái tiếng Hán nó chạy ra là cái chữ phúc, treo ngược đảo có nghĩa là đáo. Cao 5.5, đường kính 8, mã sản phẩm H1, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này các chị có thể dùng làm cái ống cắm viết nè, ống cắm viết, cắm muỗng cà phê, muỗng ăn, các chị để trên bàn ăn rất là hay nè các chị. Nó ở dưới cái đế nó tạo hình con cá phủ men màu xanh coban rất là đẹp nha, nhìn rất là hay. Cao 8, đường kính miệng của nó là 6, nó dài là 14, rộng 9.5, mà sản phẩm H2, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén, ở Nhật thì nó là chén trà các chị, nhưng mà ở về Việt Nam chúng ta cái này á nó sử dụng dùng để các chị ăn yến, uống ăn chè. Cái này nó là cái dòng ngũ sắc nha, cái dòng này là dòng ngũ sắc cao cấp nè, ngũ sắc mà cái màu xanh coban á là nó sẽ đẹp hơn những cái dòng ngũ sắc mà chúng ta hay gặp như màu đỏ hay là cái màu xanh lá cây. Đây nó vẽ vàng trên cái màu xanh coban rất là đẹp các chị, vẽ vàng trên cái màu xanh coban rất là đẹp. Cái dáng chén nó cũng đẹp nữa các chị, nó cao 6, đường kính 8.5, mã sản phẩm H3, giá 240k trên bộ 3 cái là 60-80k một cái đó. Sản phẩm tiếp theo là nó còn nguyên hộp như thế này. Đây là một cái sản phẩm truyền thống của Nhật này các chị. Hai cái ly sơn này ở Nhật nó là ly rượu đó các chị, nó vẽ hoa cúc, hoa cúc là quốc hoa của Nhật. Họa tiết này nó được vẽ vàng nha, rất là đẹp, vẽ trong ngoài rất là đẹp luôn. Cốt dày rất là nặng, nó cao là 4.5, đường kính 6, mã sản phẩm H4, giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dụng cụ để đánh trà matcha, dùng trong cái trà đạo các chị. Cái cây này là cái cây pha trà này các chị, nó dùng trong trà đạo. Đây cái cây pha trà nó dùng trong trà đạo này các chị. Cái này nó được làm bằng tre, cái này nó là một cái sự kỳ công. Ở đây là chúng ta thấy một cái nang tre đó, thì nghệ nhân họ sẽ chẻ ra làm hai phần, một phần ở trong và một phần ở ngoài. Nó cực kỳ mỏng các anh chị, nhưng mà nó rất là dai, nó đòi hỏi sự kỳ công nha. Các anh chị mà từng xem những cái video mà làm những cái dụng cụ này nè, chúng ta mới thấy nó sự kỳ công đó. Nó cao là 11 năm, đường kính 5, mà sản phẩm H5, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ muỗng hạt dưa các anh chị, muỗng hạt dưa thấu quang. Cái dòng này là cái dòng hạt dưa xưa nha các anh chị, cái dòng này là hạt dưa xưa đó. Cái này là những cái sản phẩm này là khui công Nhật nha, cho nên các anh chị an tâm, nó không phải là hàng mới đâu, rất là đẹp các anh chị. Đây cái dòng là hạt dưa của cảnh Đức Trắng nè các anh chị. Đây chúng ta thấy những cái dòng hạt dưa xưa là thường những cái muỗng ở phía sau nó có những cái chỗ chấm như thế này, là nơi để kê, cái này nó dính băng keo, kê để phủ men á. Dòng này rất là đẹp các anh chị. Thường muỗng thì chúng ta hiếm gặp hơn là ly dĩa, chúng ta hay dễ gặp, nhưng mà muỗng chúng ta hiếm gặp lắm. Nó dài 14, rộng 5, mã sản phẩm H6, giá 200k trên bộ 5 cái. Shop có 2 bộ nha. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh trầm men ngọc celadon. Cái đỉnh này trên thân chạm nổi hoa cúc, họa tiết này nó được chạm thủ công nha các anh chị, chạm nổi 3D á, và trên này nó lộng hình cái hoa văn đồng tiền, chỗ những cái lỗ trầm thoát ra
trên này là con nghê. Trong cái miệng con nghê này nó cũng có cái lỗ để thoát cái hương trầm đó các anh chị. Tạo hình hai cái quai nhìn rất là hay. Men nó phủ cả bên trong nha. Chúng ta thấy men ngọc là cái dòng đẳng cấp rồi. Này là cái chuyện của Arita, chỉ duy nhất một cái gia tộc ở Arita mới chế tác cái dòng men ngọc này các anh chị. Duy nhất một cái gia tộc ở Arita thôi nha. Cao là 13. Đường kính miệng là 5.5. Tổng cái chiều dài hai quai á là 13 năm. Mã sản phẩm là H7 giá 750k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu. Một cái chậu gốm bizen rất là đẹp các anh chị. Cái này là cái dòng bizen cát nè. Cái sản phẩm này nó sẽ được trong quá trình mà nung á, nó sẽ ủ với cát, cho nên khi mà chúng ta thấy đó, ở bên ngoài nè, nó giống như có một cái lớp cát nó bám trên cái bề mặt, và khi mà cho than á, cho của than có nhựa thông á các chị, nó chảy xuống, nó bám trên bề mặt, nó tạo thành cái độ bóng giống như rong rêu vậy đó, nhìn rất là hay. Cái chậu này ở Nhật thì nó là cái chậu cắm hoa cabana. Ngoài ra thì cái chậu này các anh chị có thể để ở trên bàn trà, các anh chị dùng làm cái an đựng nước để pha trà đó. Tức là sau khi mà sử dụng một tuần trà xong, các anh chị có thể là dùng cái này nè, đựng nước và bả trà. Nhìn rất là hay. Tao thấy cái màu của nó đó, do cái thường cái này nó nung củi, cho nên khi mà cái tro của cái nhựa trong cái than, trong cái củi thông đó, nó ra, nó tạo ra cái màu sắc này nè các anh chị. Đa số là nung bằng củi thông. Cái sản phẩm này nè, chúng ta không có thấy triện, bởi vì đó, đôi khi cái triện nó nằm ở trong này nè các anh chị. Cái tro than nó liếp lên. Chỗ này chúng ta thấy có những cái đường gạch giống như cái chữ ký của nghệ nhân, nhưng mà nó không có rõ. Bởi vì cái tro than nó phủ lên trên này, nó giống như cái lớp rong rêu nó bám. Cái này nó gọi là cái hiệu ứng biển sâu, rong rêu và cát. Nó rất là nặng nha các anh chị, nó nặng khủng khiếp á. Ở đây chúng ta thấy nghệ nhân họ dùng những cái tấm gớm họ che lại để tạo ra cái hiệu ứng giống như cái ánh sáng mặt trời. Nó cao là 12 năm. Đường kính miệng 17 năm, mã sản phẩm H8 giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng pha lê rất là đẹp. Cái tượng này là cái dòng cái pha lê gọi là pha lê Tiffany các anh chị. Tức là dòng pha lê cánh bướm. Bởi vì trong cái tượng này nè, đây là những cái dòng pha lê cao cấp. Nếu mà các anh chị tìm hiểu về những cái dòng pha lê Tiffany thì các anh chị sẽ thấy được nó là một cái dòng pha lê cực kỳ cao cấp, rất là đắt đỏ nha. Nếu mà những cái sản phẩm này các anh chị vào những cái cửa hàng mà chuyên pha lê ấy, mà chúng ta tìm hiểu về những cái dòng pha lê Tiffany ấy, chúng ta mới thấy nó đắt vô cùng đắt. Ở trong này nè, nghệ nhân họ sẽ dùng vàng và bạc. Ở đây chúng ta thấy cái lớp bạc ở ngoài nè, bên trong lớp bạc là lớp vàng, cái lớp nhũ vàng đó anh chị, và nhũ bạc nó tạo thành cái độ sâu cho cái sản phẩm. Đây chúng ta thấy cái lấp lánh ánh vàng nè, nó là vàng thật đó các anh chị. Nhũ vàng nghệ nhân dùng nhũ vàng để ở bên trong lòng. Cái lớp nhũ bạc là nó nằm bên trong cái lớp pha lê này nè. Nó nằm ở ngoài là cái lớp pha lê, tới bên trong đó, thì nó lồng vào cái lớp bạc, và bên trong nữa nó lồng một cái lớp vàng. Rất là kỳ công. Đây là cái dòng pha lê thủ công nha, nghệ thuật. Đó, chúng ta thấy cái màu ánh vàng đó là cái màu bên trong cái lớp bạc đó, lớp bạc chúng ta nhìn rõ rồi. Rất là nặng nha. Nó tạo hình con dê. Đây là cái phiên bản 12 con giáp, nó cao 11. Dài 16. Rộng là 8.5, mã sản phẩm H9 giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình đựng nước để pha trà. Dùng trong trà đạo các anh chị. Ở Nhật thì cái bình này nè, nó dùng để đựng nước khi mà pha trà, để đánh trà đó, dùng trong trà thất á, thì nghệ nhân dùng cái cây múc nước pha trà, múc nước từ cái bình này để vào cái trong cái chao quan để đựng nước nóng đó các anh chị. Đây, cái bình này thì nó bị mất cái nắp rồi nha. Cái bình này là cái bình men lam xưa, họa tiết này nó được vẽ tay,
vẽ thủ công. Cái thân này là nó được khắc, những chỗ này nó được khắc âm vào các chị để nó tạo hình giống như là những cái đóa hoa cúc vậy đó. Rất là đẹp nha. Họa tiết này chúng ta thấy vẽ tay nè, cái nơi bắt đầu và kết thúc của cái nét bút nè, đậm nhạt chỗ này nè các chị, tí xíu thôi, họ vẽ rất là khéo. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân, dòng này sâu tuổi nha các chị, men lam, chàm này chàm xưa nè, chuẩn chàm xưa, cao là 14-2, đường kính miệng là 13-5, vòng thân là 43-5, mà sản phẩm H10 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách trà ngũ sắc các anh chị, bộ tách trà ngũ sắc. Ngũ sắc là cái dòng cao cấp rồi các anh chị, tách trà ngũ sắc. Trên thân nó vẽ phượng hoàng và xe phú quý, hai cái hình ảnh đặc trưng của đất nước mặt trời mọc nè. Phượng hoàng nó tượng trưng cho cái phượng hoàng, và lá ngô đồng thì nó tượng trưng cho cái hoàng gia của Nhật Bản. Xe phú quý đây, biểu tượng hoa cúc với cái màu đặc trưng của cái dòng Imari nè các chị, màu đỏ đặc trưng. Họa tiết vàng này nó được vẽ bằng vàng thật đó nha. Betsina có nghĩa là sứ Bet, bởi vì trong cái thuật ngữ chuyên môn thì China có nghĩa là sứ. Này nó được mạ vàng rồi các chị, tay cầm cốt dày rất là nặng nha. Nó cao là 6.5, đường kính là 5.5, cái dĩa lót đường kính 12, mã sản phẩm H11 giá 450k. Cái này các anh chị uống trà, uống cà phê nóng buổi sáng rất là hợp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén trà Kutani, chén này chén sứ. Chén này nó được sản xuất vào những năm 1960 nè. Cái mọc này nè các chị, cái chuyện mà nó nằm trong cái mọc vuông á, là cái dòng được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là những năm 1960. Trên thân nó vẽ hình phượng hoàng. Họa tiết này nó được vẽ vàng, vẽ bằng vàng thật. Dòng này dòng xưa mà. Có một chén đáy nó có cái vết rạn, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng đó chị, sử dụng vẫn bình thường. Chén này chén xưa, chén này là size to, cao 6, đường kính 9.5, mà sản phẩm H12 giá 240k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình rót, hai cái bình rót rất là đẹp. Hai cái bình này bình sứ anh chị, chủ đề của nó là cái những cái khu vườn, nó vẽ men lam, nó mang cái phong cách châu Âu anh chị, mình rất là đẹp. Họa tiết này trên cái quai nó cũng vẽ ở trong lòng, nó có một cái chỗ cái đáy nó nhô lên đó, để nó khi mà các anh chị cầm cái bình đó, các anh chị xoay nhẹ như thế này thì ở trong lòng đó, chất lỏng ở trong đó, nó sẽ xoay theo, nó làm cho cái chất lỏng nó tan ra, nó không bị đóng cặn, nó làm cho đều, rất là hay. Garden Fayette, bình này nó cao là 12 năm, đường kính miệng của nó là 6.5, cái dung tích của nó khoảng 250k, mã sản phẩm là dung tích của nó đó khoảng 250ml, mã sản phẩm H13 giá 200k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa, cái này thường nó đúng ra nó là cái dĩa lót đó các chị, bộ dĩa xà cừ của phiên bản nè, cái dòng này cái dòng cao cấp nè các chị. Cái dòng này là Ohashi, cái phiên bản năm 1932 nè, Ohashi China nè, có nghĩa là xứ Ohashi của Nagayo. Cái phiên bản là Golden Fantasy, rất là đẹp đó chị. Dòng này thì cái dòng đẳng cấp rồi, đặc biệt cái màu này nó giống như cái màu hổ phách, và toàn bộ là nó được mạ vàng ở xung quanh nha. Này nè, nó được mạ vàng đó anh chị. Màu này là màu hiếm nè, mạ vàng rất là đẹp nha. Bộ dĩa mạ vàng, xung quanh này nó mạ vàng rất là đẹp. Phiên bản năm 1932 nè các chị, nó rất là đẹp.
nhưng mà nó gần như mới nguyên á, mạ vàng rất đẹp trên cái màu này nữa các chị. Màu này nó lạ lắm, nó không có đỏ đậm mà nó đỏ, nó kết hợp giống như cái màu tím nho đó. Màu này màu hiếm. Này các chị để trên bàn tiệc rất là sang nè, đường kính 15 năm, mã sản phẩm H14 giá 250k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ thốt các chị như thế này, các chị có thể chồng nó lên như thế này, nó cũng gọn nữa. Các chị chồng nó lên như thế này rất là gọn. Ngoài ra các anh chị để nó ra như thế này, cái nắp này chúng ta có thể đậy lại hai cái như thế này. Cái này cái chất liệu nó giống như cái dòng Corel của Mỹ đó các anh chị, giống như xứ Pháp xứ Mỹ vậy đó, mà nó còn cứng hơn nữa các anh chị. Chúng ta nhìn vào nó giống như cái khối ngọc vậy đó. Cái này nó dính dơ thôi, shop chưa có lau cho này, nó giống như là nhìn vào nó giống như đá vậy các chị, nhưng mà cái chất liệu nó giống như cái chất liệu của những cái xứ Pháp xứ Mỹ á, giống như cái dòng Corel hoặc là Acoban đó các chị. Nhưng mà cái dòng này hiếm nè, cái xứ nó trong, nó giống như men ngọc. Dòng này nó rất là chắc chắn, khó bỏ vỡ lắm. Này nó cao là 8, đường kính là 8.5, còn cái này nó cao là 11 năm, đường kính cũng 8.5 luôn các chị, hơn 8.5. Mã sản phẩm H15 giá 200k trên một cái bộ vậy đó. Shop có hai bộ. Mã sản phẩm tiếp theo đó đó là một cái chậu gốm có chân. Cái chậu này các anh chị dùng để làm cái đồ đốt trầm trên bàn trà, hoặc là các anh chị dùng cái làm cái đồ đựng nước, cái an đựng nước ấy. Gốm mộc chế tác thủ công, đây là cái truyện ký của nghệ nhân. Cốt dày rất là nặng, vành nó có cái vết nhâm nhẹ thôi, mẻ nhẹ tí xíu à, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng. Cái này là cái vết lõi lò các anh chị, nó chỉ có ở trong đó thôi, trong quá trình nung gốm nó xảy ra hiện tượng đó, chứ ngoài thì nó bình thường, nó không có ảnh hưởng gì cả. Nó cao chín, đường kính 12 năm, mà sản phẩm H16 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái gạt tàn xe la đông xưa các anh chị. Gạt tàn xe la đông xưa, trên thân nó chạm nổi hoa cúc dây. Họa tiết này nó được khắc các anh chị, khắc điêu khắc 3D. Cốt rất là già, dòng này là cái dòng xưa nè, và rất là nặng nha các anh chị. Bên ngoài ấy, chúng ta mới cầm trên tay chúng ta mới cảm nhận được nó nặng lắm. Nó cao là 5, đường kính 15 năm, mà sản phẩm H17 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa men lam xưa. Dòng này cái dòng chàm xưa nữa các chị, chuẩn chàm xưa này. Trong lòng nó vẽ cái chủ đề tế hàng tam hữu, đào trúc tùng. Ở bên ngoài nó vẽ cái dây lụa này, nó nằm trong bát bủ bối của cái văn hóa Nhật. Cái này cái kiểu men lâu ngày đó, cái men nó rạn đó các chị. Dòng này xưa sâu tuổi nha, chàm này chuyển chàm xưa nè, chàm cổ nè các chị. Màu chàm rất là thanh. Ở phía sau này nó có những cái dấu chấm này nè, là cái nơi mà để kê dĩa khi phủ men đó các chị. Cái này nó vẽ tay không, bên ngoài nó đẹp hơn trên video. Cái này các chị làm cái khai trà cho những cái bộ trà nhỏ men lam. Cái này bên ngoài rất là đẹp, đường kính của nó là 20.5, mã sản phẩm H18 giá 240k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái set trà xưa của anh các chị. Set này set xưa của anh nè các anh chị. Những cái set này thì chúng ta hiếm gặp hơn. Những cái set này thì nó mang cái vẻ rồi đó, nó cổ cổ điển. Nó cổ điển hơn so với những cái set trà mới sau này các anh chị. Rất là đẹp. Nó cũ kỹ nha các anh chị. Bên ngoài thì nó cũ kỹ hơn so với những cái dòng set trà mà chúng ta hay gặp, nhưng mà cái men của nó, cái xứ của nó mỏng hơn, nó thấu quang mạnh hơn.
nó mỏng hơn, mỏng như vỏ trứng chúng ta thấy nè, soi bên ngoài là chúng ta thấy hoa văn bên trong đó. Nó vẽ trong ngoài luôn các anh chị. Họa tiết vàng này nó được vẽ tay nha, nó vẽ trên men rất là đẹp. Đây bên ngoài nó cũ kỹ, chỗ này nè, ở trong lòng chúng ta thấy là nó có chạm nổi hoa văn nè. Cái ly cũng vậy, cái tách cũng vậy, chúng ta đưa lên thấy nó chạm nổi hoa văn. Ở đây chúng ta thấy cái triện nè, ở trên cái tách đó thì nó bị nó không có, nó phai rồi. Nhưng mà ở dưới cái dĩa thì cái triện nó còn rất là rõ nè. Chuyện xưa các anh chị. Nó có cái triện số và cái triện cái chuyện chữ nữa. Đây trên này nó có cái mã số đây nè. Và trên cái dĩa thì chúng ta thấy cái triện nè. Dòng này dòng xưa, cái này các anh chị có thể để sưu tầm sử dụng bình thường, nhưng mà đa số thì có như dòng này để trưng bày, nó mang cái giá trị thời gian, nó cao 6 đường kính 9, cái dĩa lót này đường kính 14 năm, mã sản phẩm H19 giá 150k trên một set. Cái này nó có hai set nha các anh chị, hai set này là 300k, mã sản phẩm là H19. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa celadon, celadon men ngọc các chị, celadon xưa này. Rất là đẹp, trong lòng nó chạm nổi hoa mẫu đơn các chị. Cái này nó được điêu khắc, nói đúng ra nó là được điêu khắc thủ công. Đây trên này chúng ta thấy nè, cái này thật ra nó là một cái tác phẩm điêu khắc đó. Rất là công phu nha các anh chị, điêu khắc nổi 3D cực kỳ sống động. Chúng ta thấy trên cái phôi gốm mà điêu khắc như thế này, đó là một kỳ công á, nó thể hiện cái trình độ điêu khắc điêu luyện của nghệ nhân các anh chị. Bên ngoài nó đẹp hơn trên video, khi chúng ta đưa cái máy xa như thế này nè thì chúng ta lại không rõ cái họa tiết cầm. Còn nếu mà chúng ta đưa gần thì chúng ta không nhìn được toàn cục. Đây chúng ta thấy bên ngoài nó như thế này nè, các anh chị nhìn nó rất là rõ cái họa tiết. Đây. Này nó như một cái tác phẩm nghệ thuật. Đường kính 27 năm, mã sản phẩm H20 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái dĩa trưng bày các chị. Cái dĩa này nè là cái dĩa nó bằng thủy tinh. Bằng thủy tinh nha các anh chị. Nó là hai cái lớp thủy tinh, ở giữa là một cái lớp vải gấm. Vải gấm, vải dệt vàng á, những cái chiếc lá đó đó các chị, nó được dệt bằng cái chỉ vàng. Họ sẽ lồng vào hai cái lớp thủy tinh ở giữa. Nhìn vào nó như một cái bức tranh vậy các chị. Đây. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây là cái dòng dĩa trưng bày, đường kính 29, mã sản phẩm H21 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ, dĩa rất là to các anh chị, dĩa này rất là to luôn. Cái dĩa này cái đáy nó phẳng nè, các anh chị có thể làm cái khay trà rất là hợp. Cái dĩa này là cái dĩa sứ của Kutani nha. Cái dĩa Kutani nè, đây. Kutani xưa nè, Kutani của thập niên 60, tức là được sản xuất vào những năm 1960. Cái dĩa này trên thân nó vẽ thất phúc thần, 7 cái vị thần may mắn trong cái văn hóa của Nhật Bản. Mỗi vị thần sẽ bảo trợ cho một cái nghề và cho một cái phẩm chất của con người, một cái tài năng. Đây là cái bài thơ 4 chữ, cái kiểu thơ cổ của Nhật. Họa tiết này được vẽ tay nha các anh chị. Những cái vị thần này đó, đa số là những cái vị thần có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, trong những cái điển tích của Phật giáo Trung Quốc và Ấn Độ các anh chị. Ngoài ra thì cũng có những cái vị thần bản địa. Đây, cái vị thần cầm cái búa chiêu tài nè, bảo trợ cho thương mại, ngư nghiệp, nông nghiệp, mua bán nhỏ. Rồi cái vị thần mà ôm con cá đó, Ebisu đó, là vị thần bảo trợ cho ngư nghiệp. Ở đây có cái vị thần bảo trợ cho cái tuổi thọ,
rồi những cái vị thần bảo trợ cho âm nhạc trí tuệ. Dĩa này rất là to đó chị, đường kính 31 năm, mã sản phẩm H22, giá 300k. Đây sản phẩm tiếp theo rất là đẹp, một cái ấm trà, ấm này ấm to nha, ấm trà. Dòng này cũng là cái dòng cao cấp được anh chị, ấm to với cái màu vàng, trên thân nó vẽ cỏ ba lá tượng trưng cho sự may mắn. Độc đáo ở chỗ á, cái nắp nó là vẽ men lam. Ở Nhật họ thỉnh thoảng thì họ làm những cái tác phẩm, những cái sản phẩm nó mang cái sự phá cách. Ở đây cái ấm này nè các anh chị, là nó cái lọc to cho nên sẽ kèm theo một cái lọc bằng inox không gỉ. Chúng ta thấy những cái lọc này nè, nó hay lắm, nó chỉ vừa với cái ấm mà họ sản xuất nha. Đôi khi chúng ta thế cái lọc khác thì nó hơi bị chinh. Đây là cái chuyện đây, chuyện của Taichi, chuyện men lam. Cái ấm này to, cái ấm này dung tích khoảng 650 ml á, 6 hoặc 750 ml á, nó cao là 13. Mã sản phẩm H23, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái ấm rượu. Cái ấm rượu các anh chị, cái ấm rượu truyền thống của Nhật, ấm rượu sơn mài rất là đẹp. Cái ấm này cái chất liệu của nó là nhựa, ấm này ấm nhựa. Có những cái ấm thì nó bằng gỗ nữa các anh chị, ấm này là ấm nhựa nha. Cái này phải đó là đòi hỏi phải có kinh nghiệm các anh chị mới phân biệt được, nhưng mà cái này thì nó được vẽ vàng, nó vẽ thủ công. Họa tiết cây tùng này nó vẽ thủ công nha các chị, vẽ tùng trúc đào, vẽ thủ công, vẽ bằng vàng á. Ở trên đây nó cẩn sa cừ, đây chúng ta thấy họa tiết nó được vẽ tay, vẽ vàng rất là đẹp. Ấm này thì ở Nhật á, họ dùng trong những cái nghi lễ trang trọng, những cái buổi tiệc cưới. Ấm này cái dung tích nó khoảng 250 ml, tổng chiều cao tới quai của nó là 16. Mã sản phẩm H24, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly hạt dưa xưa. Bộ này là của Cảnh Đức Trắng nha các anh chị, rất là đẹp. Những cái dòng này là cái dòng của xưa nha, chứ không phải cái dòng mà mới mà các anh chị mà ở những cái bây giờ thì một số nơi ở chợ nó xuất hiện cái dòng này, nhưng mà chúng ta ở bên ngoài, chúng ta nếu mà chúng ta đặt hai cái lại, chúng ta thấy nó sự khác biệt rất là rõ. Từ cái men cho tới cái cốt sứ, đây chúng ta thấy là cái vết thấu quang của họ làm rất là đẹp, nhìn nó rất là tinh tế đó chị. Chuyện xưa trong lòng nó vẽ hoa cúc, vành là cái hình con dơi treo ngược, cao 5.5, đường kính là 7.5. mã sản phẩm H25, giá 250k trên bộ. Shop có hai bộ nha, một bộ là 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén trà sứ xương luôn các chị. Cái chén này của một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về chế tác sứ, Kodansha là một cái thương hiệu cao cấp về cái dòng sứ xương Kodansha và Fukagawa đó. Trước đây là nó chung một gia tộc, chung một gia đình, khoảng cuối thế kỷ 19 đó. Kodansha và Fukagawa đó anh chị, là hai cái nhãn hiệu nó có chung một cái gốc, cùng chung một cái nguồn gốc, cùng một cái gia tộc. Đến khoảng đầu thế kỷ 20 thì nó tách ra, nhưng mà hai cái này là nó chuyên sản xuất về những cái dòng sứ cao cấp, sứ xương thấu quang rất là đẹp anh chị. Đây nó vẽ một cái đóa hoa dương vĩ, họa tiết này đóa hoa nó vẽ bằng vàng. Đây, ở dưới là chúng ta thấy cái chuyện hình đặc trưng hình hoa lan. Cái này nó còn nguyên hộp đó chị. Cái hộp này nó có thương hiệu của Fukuwawa. Cái này các anh chị dùng làm quà tặng nó rất là hay. Có thể chúng ta bỏ ra cái số tiền mà chúng ta
nó không có giá trị cao, nhưng mà khi mà chúng ta tặng một cái bộ chén sứ, nó mang cái ý nghĩa rất là hay, nó trang trọng và nó mang cái tính nghệ thuật, nó mang cái giá trị cao hơn. Nó cao là 4.7, đường kính miệng 8.5, mà sản phẩm H26 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu bonsai, chậu này chậu to đó chị, chậu bonsai xưa. Bên ngoài nó phủ men sera đông, trong lòng là gốm nha các anh chị. Chậu này chậu gốm. Bên ngoài nó phủ men sera đông và nó vẽ họa tiết này, nó được vẽ tay nhưng mà nó vẽ theo cái lối phóng khoáng đó các anh chị. Nó vẽ theo cái lối phóng khoáng chứ không phải là nó vẽ theo cái lối công bút. Công bút là cách vẽ tỉ mỉ, còn phóng khoáng là nó vẽ theo giống như cái chủ đề thôi, nhưng mà nó mang cái sự phóng khoáng. Ở đây trên cái vành này nè các anh chị, cái vành của cái chậu này nè, nó có những cái đường lỗi lỗi lò cũng như là những cái đường rạn men trong cái quá trình nung gốm đó. Và trong cái quá trình những cái dòng mà men rạn xưa chúng ta hay gặp cái cốt nó đó, chúng ta gõ thì nó vẫn ổn nhưng mà xem như là nó bị rạn đó, nhưng mà vẫn sử dụng bình thường bởi vì cái cốt của nó không có rạn. Thì chúng ta thấy cái trôn của nó dài như thế này nè. Cái chuyện này các anh chị, cái chuyện này thì nó hơi mờ, dòng này dòng xưa nha các chị, cốt rất là già, cái men cũng vậy, nó rất là già các anh chị, màu men nó rất là trầm. Dòng bonsai xưa nha, có chuyện cái này mà nó đừng có lỗi, giá trị nó khủng khiếp. Nó cao 7, đường kính là 18, mã sản phẩm H27 giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa xanh coban rất là đẹp các anh chị. Cái này cũng gọi là cái dòng ngũ sắc nè, xanh coban rất là đẹp luôn. Màu này rất là đẹp, trên thân nó vẽ hình ngựa có cánh, nó gọi là kỳ lân đó các anh chị. Văn hóa phương Tây thì gọi là kỳ lân, ngựa có cánh. Đây, những cái bình rất là đẹp, cái màu xanh coban rất là đẹp nha, bên ngoài nó đẹp hơn trên video. Màu xanh coban, họa tiết này nó được vẽ vàng City Collection này. Những cái dòng collection đó thì là những cái dòng đẹp rồi. Đường kính của nó là 28, mã sản phẩm H28 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái nồi. Cái này là cái nồi nha các chị, cái nồi này nấu được trên bếp ga, bếp ga, bếp điện. Cái nồi này là nồi sứ nha, chất liệu nó sứ. Đây nó còn mới nguyên hộp các anh chị, nó có cái catalog này. Catalog này nó bằng tiếng Nhật. Nó để sử dụng được cho lò vi sóng nè. Sứ là cái chất liệu an toàn nhất trong tất cả những cái chất liệu các anh chị, bởi vì nó không có bị oxy hóa. Đây cái nó còn nguyên hộp luôn nha các anh chị, còn nguyên hộp. Cái nồi này là cái size to nha. Cái nồi sứ thì cái size này là cái size to nhất nè. Trên thân nó vẽ hoa. Nắp là cái nắp thủy tinh chịu nhiệt. Đây, chúng ta thấy là cái hiệu nó bằng tiếng Nhật nè. Cái này nè các anh chị, nếu mà muốn mà nấu được trên cái bếp điện từ đó, các anh chị vào trong những cái siêu thị á, nó có bây giờ nó có bán những cái tấm tản nhiệt. Các anh chị để trên cái bếp điện từ là chúng ta sẽ nấu được những cái nồi này hết. Thậm chí nồi đất các anh chị cũng nấu được luôn. Ở trong siêu thị bây giờ nó có bán những cái miếng tản nhiệt. Để trên bếp điện từ là các anh chị có thể nấu hết được tất cả những cái loại nồi. Nó cao 9, đường kính là 22 năm, tới quai luôn là 26,
Mã sản phẩm là H29 giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà bằng đồng. Ấm trà bằng đồng. Cái này là những cái sản phẩm đồng xưa nè các chị. Cái ấm này là những cái ấm trà thủ công. Ấm trà này nó được gò tay nha các chị. Ấm này là ấm gò tay. Từ một cái tấm đồng, một cái miếng đồng á, nghệ nhân dùng búa để gò ra cái sản phẩm này. Những cái sản phẩm này nó không phải của Nhật, mà nó là những cái sản phẩm của những cái quốc gia ở cái vùng Nam và Tây Á, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, những cái quốc gia nổi tiếng về chế tác những cái tác phẩm kim loại đó các anh chị. Nam và Tây Á là những cái quốc gia có cái lịch sử cũng như là cái kỹ thuật lâu đời về chế tác kim loại. Cái này chúng ta ở trong á, chúng ta ở trong lòng trong nó tráng bạc để nó chống oxy hóa, và ở đây trong ở lòng trong này các anh chị sẽ thấy được cái vết gò, cái vết búa gò. Ở bên ngoài thì họ làm mờ đi cái vết búa các anh chị. Đánh bóng để làm mờ lên cái vết búa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái vết búa rất là rõ. Ở trong thì nó rõ hơn nữa. Ở chỗ này nè, từ một cái tấm đồng, nghệ nhân họ sẽ dập lại, họ gò tay đó. Ở đây chúng ta thấy nè, cái mí chỗ hai cái tấm đồng nó giáp với nhau chỗ này nè. Đó. Cái này là nó được gò hoàn toàn bằng tay nha các anh chị, không sử dụng bất kỳ một cái máy móc nào cả. Chỉ từ búa, đe và một cái miếng đồng, nghệ nhân họ ra tạo hình ra một cái ấm như thế này. Và cái nắp này cũng vậy, nó được gò riêng. Đây chúng ta thấy cái vết búa này rất là rõ nè. Chỉ những cái phần này nè là nó được hàn vào. Phần quay thì chắc chắn là phải hàn vào rồi các anh chị. Quay và cái vòi thì chắc chắn hàn vào rồi. Này nó rất là nặng nha. Ở đây chúng ta thấy cái chỗ nè, nó gò tay nè, chúng ta nhìn rất là rõ. Nó vừa khít vào luôn, những cái sản phẩm mà gò tay như thế này. Nó đòi hỏi rất là kỳ công nha các anh chị. Cái ấm này cái dung tích nó khoảng 550ml và 600ml. Tổng chiều cao tới cái quai của nó là 12 năm, tới cái nắp của nó chứ. Mã sản phẩm H30 giá 850k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chiên đó, cái chiên xưa, chiên bằng đồng. Chiên xưa, chiên này cũng bằng đồng luôn. Chiên này rất là to, rất là dày. Ở đây chúng ta thấy những cái vết búa rất là to nè, mới có thể gò được những cái chiên như thế này. Cái vết búa nè các anh chị, nó tạo hình nên cái hoa văn trên cái mặt chiên luôn. Đây chúng ta thấy cái vết búa nè. Những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm đồng thủ công nha, cho nên nó đòi hỏi một cái kỳ công rất là lớn, rất là nhiều công sức. Đây, vết búa gò nè các anh chị. Cái chiên nó tượng trưng cho cái chiến sấm đó các anh chị. Nó rất là dày nha các anh chị. Chiên nó dày có 3 ly ở đồng. Đường kính của nó là 36. Nó cao là 5.5. Mà sản phẩm là H31 giá 1.250.000. Phiên bán hàng của ngày 30 tháng 9 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.